Xin được kính chào quý gia chủ đang theo dõi kênh Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì chúng tôi xin được gửi tới quý gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời của người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 Nam Mạng. Năm Nhâm Dần 2022 này, người Giáp Thân Nam Mạng đã ở cái tuổi núp bóng hoàng hôn, không còn vương vấn danh lợi phồn hoa. Đây cũng chính là cái tuổi mà chúng ta trải qua hết thảy những cay đắng ngọt bùi, để giờ đây là lúc thảnh thơi chiêm nghiệm về cuộc đời của mình. Xin mời quý gia chủ hãy pha một ấm trà nóng, ngồi xuống đây và cùng nghe chúng tôi chia sẻ đôi điều về cuộc đời của quý gia chủ. Nam Mạng tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 có cung mệnh thuộc cung Khôn, trực định, mạng tuyền trung thủy, nước trong giếng, xương con khỉ, tướng tinh con heo, ông quan đế độ mạng. Có thể nói gọn tổng quan cuộc đời quý gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 Nam Mạng qua bài thơ sau. Giáp Thân mạng thủy số này, nước ở trong giếng họ Đồn chẳng sai, thu đông sinh thuận là trai, giàu nghèo cũng sướng, sinh thai đặng mùa. Xuân hạ là lỗi số sinh, bần cùng vất vả như cua gãy càng, số này chắc trở nhiều bề, cung thê có khắc chẳng hề sai ngoa. Tuổi nhỏ khắc mẹ khắc cha, anh em chẳng thuận, chẳng hòa cùng nhau. Nếu mà ăn ở thẳng ngay, Phật trời phù hộ có ngày đặng an. Tuổi nhỏ phải chịu gian nan, tưởng đâu chết hụt, chết oan đã rồi. Số người trung vận chẳng an, hậu vận tiền của, giàu sang hơn người. May mắn cho tuổi Giáp Thân Nam Mạng, sinh năm 1944, khi xét tổng quan tử vi, cho thấy quý gia chủ là một người có hậu vận tốt, dễ tăng cường phúc phận và cát khí ở giai đoạn này. Quý gia chủ có thể mang bên mình những vật phẩm phong thủy có tác dụng khai mở phúc đức, chiêu cầu sức khỏe và bình an. Gợi ý cho quý gia chủ vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh, đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, với mặt trước được khắc Bát Bảo của nhà Phật, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Mang theo bên mình giúp quý gia chủ sẽ được gia trì công đức, mang lại phước đức to lớn cho bản thân và con cháu đời sau. Tổng quan, cuộc đời tuổi Giáp Thân có nhiều cao vọng, cuộc sống cũng qua nhiều thăng trầm, khó thoát qua được những trở ngại đầu tiên vừa mới bước vào đời hay gặp cảnh trái ngang trong cuộc sống. Có thể tìm được nấc thang danh vọng vào số tuổi 27 trở đi và cuộc đời có thể thành công được vào số tuổi 34 trở đi. Vào tuổi này, tuổi Giáp Thân có phần trầm lặng về bản chất, nhưng cuộc đời của Giáp Thân có thể sung túc, được khá đầy đủ vào năm 30 tuổi trở đi. Tuổi Giáp Thân cũng có nhiều điều tốt đẹp về sự nghiệp vào khoảng trung vận. Tuổi Giáp Thân chỉ hưởng thọ trung bình từ 57 đến 62 tuổi là mức tối đa, nhưng có phước lộc, biết làm phúc đức, tu thân thì được hưởng nhiều hơn, và làm gian ác thì niên kỷ lại giảm bớt đi. Tình duyên, về vấn đề tình duyên cũng có nhiều trở ngại và khắt khe, tuy nhiên bạn cũng có nhiều may mắn trong vấn đề này. Tuy có ít trở ngại, nhưng phần thắng lợi và nắm lấy một quyết định hoàn toàn. Ít khi bị gạt, gài bẫy hay có nhiều thắc mắc ưu tư về vấn đề tình duyên của bạn, nhưng cũng tùy theo hoàn cảnh mà tạo lấy tình duyên. Vậy muốn biết tình duyên của bạn ra sao trong cuộc đời, bạn nên xem kỹ dưới đây theo tháng sinh của bạn mà nhận xét một cách đúng đắn, hoàn toàn. Căn cứ theo tháng sinh để nhận xét về sự thay đổi, lương duyên trong cuộc đời bạn. Theo khoa chiêm tinh và huyền bí học, nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn 3 lần thay đổi tình duyên hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 8 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì vấn đề tình duyên của bạn phải 2 lần thay đổi trong cuộc đời, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này trong cuộc đời, bạn sẽ sống hạnh phúc chỉ một chồng, một vợ mà thôi, đó là bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Đây là căn duyên của bạn, căn cứ theo những tháng sinh sau khi nghiên cứu về chiêm tinh, huyền bí học. Gia đạo công danh. Công danh cũng phải trải qua nhiều khó khăn mới thâu được những thắng lợi và mới thâu được nhiều kết quả về vấn đề này. Sau 30 tuổi, vấn đề công danh mới có hy vọng cao lên. Gia đạo thường xảy ra xích mích, cuộc sống ưa có những thắc mắc trong lòng về gia đạo. Sự êm ấm của gia đạo cũng làm cho bạn yên lòng hơn. Nhưng sự thật, muốn gia đạo được an yên và êm ấm, bạn phải ở vào số tuổi 27 trở đi. Sự nghiệp chưa hoàn thành được vào số tuổi 26 đến 30 tuổi. Muốn hoàn thành ý định tạo lấy sự nghiệp phải trải qua 3-4 tuổi trở đi mới có thể xây dựng được sự nghiệp. Tiền bạc chưa được tạo khả quan lắm cho cuộc đời, có cũng như không, vô gia bất thường.
Nếu cần nắm bắt vững được vấn đề tiền bạc, bạn phải vào ở số tuổi từ 34 trở đi mới có thể có cơ hội tạo ra nhiều tiền của. Tuổi hợp làm ăn. Trong việc làm ăn hay phát triển sự nghiệp, bạn phải cẩn thận lựa chọn người có tuổi hợp với mình như tuổi Giáp Thân cùng một tuổi, tuổi Bính Tuất, Đinh Sửu. Những người tuổi này là những tuổi hợp với tuổi Giáp Thân trong mọi hoạt động trong cuộc đời hay mọi khía cạnh trong cuộc đời. Lựa chọn vợ chồng. Trong việc hôn nhân và hạnh phúc, bạn cần lựa chọn tuổi vợ chồng cho hợp với tuổi mới có thể đẩy mạnh cuộc sống vào một cảnh giàu sang và thành thơi. Vậy nên chọn việc lương duyên có nhiều hay đẹp về tuổi tác mới làm ăn được khá. Trong việc lựa chọn hôn nhân, bạn nên chọn lấy những tuổi này: Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Mùi. Bạn kết duyên với tuổi Nhâm Tuất, đẩy mạnh cuộc sống lên tuyệt đỉnh của sự cao sang, dồi dào tiền bạc. Kết hôn với tuổi Ất Sửu, cuộc đời bạn nhiều may mắn và tốt đẹp về công danh, con cái vui vầy, tiền bạc đủ đầy. Kết hôn với tuổi Mậu Thìn thì bạn có nhiều triển vọng tốt đẹp cả về phương diện công danh lẫn tiền tài sự nghiệp. Bạn kết hôn với tuổi Kỷ Mùi, đời sống được đầy đủ, có phần sung túc về tài lộc lẫn gia đạo, con hào, con đủ. Nếu trong cuộc đời này mà bạn gặp những tuổi này, bạn phải tạo ra một nếp sống vừa đầy đủ, đó là bạn kết hôn với những tuổi này. Tân Dậu, Đinh Mão. Hai chữ này chỉ tốt về tình duyên mà không phát triển về phần tài lộc công danh nên chỉ tạo được một nếp sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết duyên hay tính chuyện hôn nhân với những tuổi này, trong cuộc đời bạn kể như sống một cuộc đời túng thiếu triền miên cho đến hết cuộc đời, không bao giờ tạo được một cuộc sống khả dĩ hay sung sướng giàu sang, mà trái lại luôn sống trong cảnh u sầu, buồn tẻ vô cùng. Đó là bạn kết duyên với những tuổi Giáp Tỵ, Kỷ Tỵ, Mậu Ngọ, Đinh Tỵ. Những tuổi này rất khác với bạn về đường danh vọng cũng như về cuộc đời. Có những năm tuổi hạn ở vào năm rất đại xung khắc. Nếu những năm đó bạn tính chuyện hôn nhân hay kết duyên thì khó thành hay gặp cảnh xa vắng giữa cuộc đời. Đó là những năm mà bạn ở số tuổi 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42. Những năm này rất kỵ cho việc cưới vợ hay tính chuyện hôn nhân. Cùng với đó là chuyện gả chồng cũng vậy. Số chiêm tinh cho biết rằng tuổi Giáp Thân sinh vào những tháng này, người con trai có số đào hoa hay có nhiều thê thiếp, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 3, 4 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng kể trên, bạn phải có nhiều vợ, lo toan nhiều về việc vợ con, nhiều thê thiếp, không bao giờ tránh khỏi số đó. Tuổi Đại Kỵ. Trong việc làm ăn hay tính chuyện kết hôn, tuổi Giáp Thân rất đại kỵ và đại xung khắc với những tuổi này. Vì khi làm ăn hay kết duyên sẽ bị cảnh thất bại nhằm vào sao biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Đó là những tuổi Canh Thân, Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Mậu Dần và Giáp Ngọ. Bạn không nên hợp tác làm ăn hay kết duyên với những tuổi trên, không được tốt và sinh nhiều tai biến trong đời. Tuổi Giáp Thân gặp tuổi Kỵ phải xem ngày tháng và sao hạn mà cúng trong nhà cửa. Phải xây nhà trổ cửa vào hướng Tây, đó là chuyện hợp tác làm ăn. Nếu tốt hơn nên tránh đi là xong. Tuổi Kỵ của vợ chồng thì gặp cảnh khắt khe, kỵ mâm trầu và làm lễ hôn nhân. Gặp tuổi Kỵ về vấn đề con cái phải nhờ người nuôi giúp đứa trẻ quá 12 tuổi mới được đem về. Gặp tuổi Kỵ của gia đình thân tộc thì phải coi sao mà cúng hạn, giải hạn cho đầy đủ thì sẽ được giải hạn. Ở phương diện tuổi Kỵ khắc này thật khó tránh khỏi trong cuộc sống và gia đình. Có chăng biết thì nên tránh hoặc hạn chế chung đụng với những người đại kỵ trong những việc lớn quan trọng. Ngoài ra quý gia chủ Giáp Thân có thể mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn để trợ tuổi, giúp sức cho mình. Bên cạnh đó, vòng tay tam hợp còn giúp gia chủ khắc chế và hòa hợp những mối quan hệ không tốt, thu hút những mối thiện duyên đến với mình. Vòng được làm từ các loại gỗ quý như gỗ huyết long, gỗ tử đàn hay gỗ xưa, kết hợp với ba viên mã não có khắc hình linh vật tam hợp với gia chủ tuổi Thân, Tí, Thìn. Vật phẩm cũng được gia chủ gia trì và lựa chọn ngày giờ đẹp nhất theo từng tuổi Thân để có thể phát huy công năng hiệu quả, giúp mọi sự ước nguyện, mong muốn đều linh ứng vẹn tròn. Năm khó khăn nhất. Tuổi Giáp Thân trong cuộc đời sẽ có những năm khó khăn nhất là vào những năm mà bạn làm ăn không được phát đạt hay có nhiều trở ngại trong cuộc đời. Đó là những năm ở vào số tuổi 27, 31, 35 và 44. Những năm này đời sống bạn phải vượt qua nhiều trở lực hay ít ra cũng xảy ra chuyện đau lòng. Bạn nên an bài, hài lòng với số phận mình đã có, đừng nên hy vọng hay phiền trách ai vì số bạn không thoát khỏi được những tình trạng trong cuộc đời. Việc nắm bắt được giúp bạn
tránh được những vận hạn và tận dụng những ngày tốt, tháng tốt để phát triển bản thân. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, tuổi Giáp Thân thuận xuất hành vào những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ lẻ, xuất hành đúng như trên trong suốt cuộc đời, không bao giờ gặp sự ngăn trở hay thắc mắc, trái lại còn thâu đoạt nhiều thắng lợi cho cuộc sống về tiền bạc cũng như về tình cảm. Xuất hành theo đúng ngày giờ trên sẽ gặp nhiều may mắn. Diễn biến từng năm, từ 23 đến 27 tuổi. Năm 23 tuổi, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, nhất là những tháng kế tiếp, tháng 6 trở đi. Năm ở vào tuổi này nên cẩn thận về bệnh tật, hao tài tốn của. Năm 24 tuổi, vượt qua được nhiều khó khăn, tuy nhiên còn ảnh hưởng của năm 23 tuổi. Vào những tháng 4 và tháng 6 âm lịch thì có tài lộc đôi chút, ngoài ra những tháng khác chỉ ở trong mức độ bình thường. Năm 25 tuổi, khá tốt, làm ăn được nhiều thắng lợi. Năm 26 tuổi, có nhiều hay đẹp và bạn cũng có thể tạo lập cuộc đời trong năm nay. Chỉ có kỵ vào tháng 9 âm lịch mà thôi. Năm 27 tuổi, rất vững vàng trong mọi khía cạnh nghề nghiệp, cũng như về cuộc đời. Năm nay nên tận dụng khả năng khuếch trương nghề nghiệp thì kết quả chắc chắn. Từ 28 đến 35 tuổi, năm 28 tuổi có thành công đôi chút về tình cảm và tài lộc vào những tháng 4, 8 và 11 âm lịch. Ngoài ra những tháng khác bình thường. Năm 29 tuổi, năm này bạn thắng lợi chắc chắn về tình cảm gia đình, phần tài lộc đều đặn, công việc làm ăn không được khả quan cho lắm. Năm 30 tuổi, có thắng lợi về tiền bạc vào tháng 6 âm lịch, nhưng tháng 7 kỵ đi xa, tháng 10 lại có bệnh nhỏ. Năm này có hao tài chút ít vào tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Tuổi 31 đến 33, 3 năm này rất xung khắc, làm ăn không được phát đạt, làm ăn gặp nhiều trở ngại đáng kể. Năm 31 tuổi có đau buồn trong gia đạo, 32 và 33 tuổi tạm bình thường. Năm 31 mới là năm đầy đau xót nhất trong cuộc đời. Năm 34 và 35 thì phát triển mạnh về mặt tình cảm lẫn tài lộc. Năm này làm ăn, buôn bán thì kết quả chắc chắn tốt. Từ 36 đến 40 tuổi. Năm 36 tuổi không nên đi xa hay làm ăn lớn, nên toan tính công việc nhỏ thì có kết quả. Nhưng hễ làm to thì có thất bại, đại kỵ những tháng 6 và 9 âm lịch. Hai tháng này đề phòng tai vạ vào thân. Năm 37 tuổi, không được yên ấm trong gia đình, có nhiều thắc mắc, nếu không khéo sẽ bị đổ vỡ hạnh phúc. Năm 38 tuổi, yên tĩnh, hoàn toàn, trừ những trường hợp nhỏ, không đáng kể. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này có nhiều cơ hội tạo lấy sự nghiệp và có thể chắc chắn phần thắng lợi trong tay. Bạn cần cẩn thận vào năm 40 tuổi, vào tháng 3 âm lịch, tháng này xung kỵ, không nên đi xa hay xuất hành vào buổi chiều, thế nào cũng gặp đại nạn. Từ 41 đến 45 tuổi. Năm 41 tuổi, sẽ có nhiều dịp may trong nghề nghiệp, làm ăn, nhất là vào tháng 5 và tháng 9 âm lịch. Hai tháng vượng phát về tài lộc lẫn cả vấn đề tình cảm. Năm 42 tuổi, có kết quả về tin tức gia đạo hay anh em xa cách lâu ngày. Năm phát triển về phần tình cảm nhiều hơn, phần tài lộc chỉ vào mức độ tầm thường. Năm 43 và 44 tuổi, hai năm nhiều tiến độ trong cuộc đời nên dè dặt và cẩn thận trong những tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Vào năm 44 tuổi, có thể làm ăn tạm được về tài chính. Năm 45 tuổi, năm có an nhàn và cũng có thể xảy ra nhiều chuyện đau lòng, nhất là những chuyện có thể xảy ra vào những tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Ngoài ra, những tháng khác được an nhàn, tâm trí ít lo buồn hơn. Từ 46 đến 50 tuổi, tuổi 46 chậm làm ăn và toan tính kỹ lưỡng thì có nhiều hay đẹp. Những năm này không nên đi xa hay xuất ngoại thì sẽ gặp tai nạn, nhất là vào tháng 4 và 6 âm lịch. Năm 47 tuổi, thành công về giao dịch thương mại nhưng lại hao tài tốn của vào những tháng 9 và 10 âm lịch. Năm 48 tuổi, có thể gặp nhiều may mắn về đường tài lộc và sự nghiệp có triển vọng cao lên. Năm 49 và 50 tuổi, con đường của cuộc đời vẫn đi thẳng, không có việc gì trở ngại trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Hai năm này, tài lộc, làm ăn, tình cảm chỉ có thể ở mức độ bình thường. Từ 51 đến 55 tuổi, vào 51 tuổi, có thành công đôi chút về tài lộc nhưng gặp nhiều tháng kỵ như những tháng 3, 5, 7, 9 và 11 âm lịch. Những tháng này có thất bại mà không có thành công, nên cẩn thận vào những tháng này thì tốt hơn. Năm 52 tuổi, năm này có nhiều hy vọng hơn, tuy nhiên toàn năm không có gì quan trọng về việc phát triển công danh cũng như về sự nghiệp cuộc đời. Năm 53 tuổi khá hay đẹp, có thể thành công chắc chắn về công danh sự nghiệp, phần tài lộc tình cảm rất dồi dào vào những tháng cuối năm. Năm 54 và 55 có thể gặp nhiều may mắn về phần gia đình, thân tộc hơn ngoài cuộc đời hay tiền bạc có thể phát triển về danh vọng đôi chút. Từ 56 đến 60 tuổi, khoảng thời gian này tài lộc được điều hòa và đầy đủ hơn, có triển vọng kết quả về phần con cái nhiều hơn là phần cá nhân, nên thận trọng cho sự nghiệp và cuộc đời. Số khi tàn cuộc sống thì sự nghiệp sau đó cũng lụi tàn.
Vì tuổi Giáp Thân ít phước lộc và phúc đức ở vào khoảng thời gian này nên tu tâm dưỡng tính thì tốt hơn, giữ phúc đức cho con cái. Chúng ta vừa mới theo dõi tử vi trọn đời của người tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 năm mạng. Với những gì mà Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ trên đây, quý gia chủ Giáp Thân 1944 hãy cùng chiêm nghiệm về cuộc đời mình. Tuổi Giáp Thân 1944 năm mạng, chúng tôi đã làm video luận đoán, vậy nên hãy theo dõi kênh để cập nhật những kiến thức tử vi phong thủy mỗi ngày. Xin được kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số tiếp theo của chương trình.